Hôm nay sẽ nói cái về cái đường đi của động mạch chủ. Vậy thì động mạch là gì? Và động mạch chủ là gì? Động mạch là một hệ thống dẫn truyền máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể. Và trong giáo trình nó có nói rõ rằng nó là thành động mạch là được cấu tạo ở ba lớp, đó là lớp nội mô ở trong cùng, lớp cơ trơn ở giữa và lớp mô liên kết với sợi xốp ở bên ngoài. Vậy thì động mạch chính là như thế nào? Đó là nó gồm, động mạch chủ là gồm có thành giày và được chia làm ba đoạn: quai động mạch chủ, quai động mạch chủ ngực và quai động mạch chủ bụng. Ở đây ta xem cái hình này, ta thấy số 1 trong hình kim này, số 1 là động mạch chủ lên, số 1. Ta cần phải nhớ thêm nữa là động mạch cảnh chân trái là ở vị trí số 4 và số 4. Đấy. Còn ở vị trí số 7 chính là thân của động mạch phổi. Trong giáo trình nó viết rất nhiều nhưng mà tổng cộng lại thì ta cần phải quy ước lại, ta nhớ những điều sau. Đó là đây, đây là cái hình về động mạch, sơ đồ động mạch trên trong cơ thể của chúng ta. Đó là động mạch là thân của động mạch chính, động mạch chủ là thân của động mạch chính của hệ tuần hoàn. Các nhánh bên và nhánh tận cùng của nó đem máu đi nuôi khắp cơ thể, bắt đầu là từ tâm thất trái chạy lên trên. Nên nhớ là tâm thất trái đâu xem nào, bắt đầu là từ tâm thất trái. Tâm thất trái đây, từ đây bắt đầu từ tâm thất trái và nó chạy lên, nó chạy lên trên ngang với mức đốt sống ngực ở 4 vòng sang trái rồi quặt đi xuống dưới. Đây nó bắt đầu từ động mạch, bắt đầu từ tâm thất trái đâu, tâm thất trái đâu, ở vùng động mạch đùi này, tĩnh mạch là thường màu xanh đấy. Động mạch chủ này là cái màu đỏ đây, nó bắt đầu từ tâm thất trái đây, bắt đầu từ đây và nó chạy lên trên rồi ngang mức có đốt sống ngực thứ tư, rồi nó sẽ quặt xuống dưới đi dọc theo cột sống ngực, đi dọc theo cột sống ngực rồi qua cơ hoành xuống ở bụng. Giai đoạn này xuống ở bụng rồi và đến đến hết ngang mức đốt sống thắt lưng 4 thì nó bằng cách chia làm hai nhánh, tận cùng là động mạch chậu trung phải và trái. Tới giai đoạn này thì nó tới chỗ này thì nó phân làm hai hai cái, một cái nó chạy xuống đùi đều chạy xuống đùi và đến các động mạch khác, mà cái là chia thành hai nhánh tận cùng động mạch chậu trung phải và cái thành động mạch thì nó dày. Đây bây giờ chúng ta xem cái video đây, cái nhìn thành động mạch thì nó rất là dày và rất đàn hồi và được nuôi dưỡng dưỡng bởi các mạch gồm ba loại là động mạch chủ, động mạch chủ quay động mạch chủ, động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực. Trong quay động mạch chủ thì nó gồm có bốn nhánh bên chính. Xem cái giáo trình xem động mạch chủ bụng,
động mạch trong bụng. Đâu động mạch trong bụng đâu? Và đi kiếm. Đây động mạch trong bụng này. Thu nhỏ lại tí cho nó dễ xem. Thôi kệ, cứ để thế này được. Đấy. Động mạch nó chạy ra hai quả thận xuống và nó chia ra làm hai nhánh. Ở đây thì ta lưu ý là số 1 là động mạch hoành dưới. Số 1 đâu? Đây. Động mạch hoành dưới. Số thứ 12 là động mạch chậu trung. Số 12 là động mạch chậu trung. Trong tài liệu ban nãy mình có nói là nó chạy, nó bắt đầu từ động mạch chủ, nó bắt đầu từ tâm thất trái này, chạy lên trên. Sau đó ngang với mức cuộc sống ngực thứ tư rồi vòng sang trái. Ngang đốt sống ngực thứ tư vòng trái rồi bắt xuống dưới. Đi dọc theo đốt sống ngực. Rồi qua cơ hoành xuống ở bụng. Rồi tổng hết ngang với mức đốt sống thắt lưng thứ tư. Và cách chia bằng hai nhánh, tổng cùng là động mạch chậu trung trái và phải. Đây. Tổng cùng của nó là động mạch chậu trung trái và phải này. Số 12. Đây, chỗ mà con chó nó đặt này. Rồi. Động mạch chủ có bốn nhánh chính là động mạch vành trái và động mạch vành phải. Cấp máu nuôi tim. Mình xem cái động mạch vành trái và động mạch vành phải nhé. Cấp máu nuôi tim. Đây. Chính là đây là cái quả tim của mình. Và động mạch vành phải là vị trí xoay. Động mạch vành phải. Và động mạch vành trái là ở vị trí số 8. Như vậy thì vai trò của nó chính là nó cấp máu nuôi tim. Có cái động mạch của cánh tay đầu, tức là chia làm hai nhánh là động mạch cẳng gốc phải nuôi đầu phải, và động mạch dưới đọt phải nuôi tay phải. Động mạch cẳng gốc trái là nuôi ở phía đầu trái, và động mạch dưới đọt trái là nuôi tay trái. Đối với động mạch chủ ngực thì nó chạy từ quai động mạch chủ xuống lộ cơ hoành, đi tiếp nối tiếp với động mạch chủ bụng, động mạch chủ ngực. Đây là động mạch chủ ngực. Thì tiếp nối với động mạch chủ ngực từ lỗ cơ hoành đến bờ dưới đốt sống thắt lưng 4 và cho nhiều mạch nhánh. Từ lỗ cơ hoành đến bờ của đốt sống thắt lưng 4. Cơ hoành đâu? Động mạch chủ ngực là từ quai động mạch chủ xuống lỗ cơ hoành đi tiếp đến động mạch chủ bụng. Nó sẽ bắt đầu từ đây và nó chạy xuống đến động mạch chủ bụng. Qua số 4 là động mạch chủ ngực. Đây, số 4 nha. Số 4. Động mạch chủ bụng thì tiếp nối động mạch chủ ngực từ lỗ cơ hoành đến bờ dưới của đốt sống thắt lưng 4 và cho nhiều mạch nhánh. Động mạch chủ bụng đâu rồi? Đây. Các nhánh bên trong quan trọng nhất là động mạch thương đạn, động mạch mạc treo tràn lên, động mạch thận phải, động mạch thận trái, động mạch sinh dục và động mạch mạc treo tràn dưới. Mỗi động mạch chậu trung chia làm hai loại động mạch chậu trung trong và ngoài. Động mạch chậu ngoài chính là nguồn cung cấp máu cho chi dưới. Còn động mạch chậu trong thì nó là cung cấp máu cho vùng tiểu, khung và vùng mông.
Như thế thì đã kết thúc được cái bài mà ta tìm hiểu về đường đi của động mạch chủ. Động mạch chủ là gì? Đường đi của động mạch chủ và những hình ảnh của nó.